Tôi không có một người cha giàu có. Tôi cũng không học hành đàng hoàng. Tôi đã ba lần rớt đại học. Và cuối cùng, tôi đến một trường cao đẳng sư phạm để dạy học, ngôi trường xếp vị trí rất thấp trong thành phố. Tôi đặt đơn học đại học Harvard hơn 10 lần nhưng đều thất bại. Họ thậm chí còn không muốn thấy tôi, thật khủng khiếp. Tôi đã nộp đơn xin việc 30 lần đều bị từ chối. Tôi muốn làm cảnh sát, họ nói, không, anh không đẹp. Tôi đến KFC. Khi KFC thâm nhập vào Trung Quốc, đến với thành phố của tôi, 24 người đến xin việc. 23 người đều được nhận, chỉ duy nhất mình tôi bị loại. Tôi xin làm ở sở cảnh sát, có 5 người, 4 người được nhận, tôi là người duy nhất không được. Thời điểm đó rất khó khăn, tôi đã rất kiệt sức. Bởi vì tôi đi dạy trong một ngôi trường, họ chỉ trả cho tôi 10 đô la mỗi tháng. Không hề dễ dàng, nhưng tôi tin rằng có một điều gì đó đang đợi tôi ở phía trước, và tôi đã làm việc rất chăm chỉ để chứng minh bản thân mình. Đó là một trải nghiệm khó khăn. Và tôi chưa bao giờ nghĩ mình thông minh. Dù nhiều người nói rằng anh quả là nhìn xa trông rộng, vì khi vào năm 1994, tôi đã biết đến Internet. Bởi vì không ai nhận tôi, nên tôi quyết định làm việc cho chính bản thân mình. Không ai tin rằng tôi có thể thành công, bởi vì mọi người nói, anh suy nghĩ khác quá, những thứ này sẽ không bao giờ hiệu quả đâu. Tôi đã nói chuyện với hơn 30 nhà đầu tư. Mọi người đều nói không, dẹp nó đi. Chúng tôi đã tập hợp hơn 50.000 đô la từ các nhà đồng sáng lập. Chúng tôi bắt đầu. Rất nhiều người nói Alibaba là một mô hình tệ hại, với rất nhiều vấn đề chỗ này chỗ kia, phải, đúng như vậy. Tôi 100% làm từ Trung Quốc. Tôi tự học tiếng Anh. Và tôi tự học cách lập trình trên máy tính. Tôi vẫn chưa biết cách máy tính hoạt động ra sao. Nhưng điều đó không quan trọng. Tôi nghĩ rằng Alibaba sẽ có thể lớn mạnh, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ trở nên khổng lồ như ngày hôm nay. Trong suốt 3 năm đầu tiên, công ty chúng tôi thậm chí không có lời dù chỉ một đô la. Tôi chỉ cảm thấy rằng tôi rất nhiệt tình về cái mà chúng tôi đang làm. Trong 5 năm đầu tiên, tôi chỉ muốn công ty còn tồn tại. Nhưng sau đó, tôi nghĩ rằng, wow, cuộc đời của nhiều người đã thay đổi. Tôi đã rất ngạc nhiên. Trong 3 năm đầu tiên, chúng tôi không kiếm được lợi nhuận. Không lợi nhuận. Nhưng chúng tôi đã rất hào hứng để tiếp tục làm việc. Bạn biết chuyện gì đã xảy ra không? Tôi nhớ rằng mỗi lần tôi đến nhà hàng để ăn tối, khi tôi đang trả tiền hóa đơn, ông chủ của nhà hàng đến và nói rằng, thưa ông, ai đó đã trả tiền hóa đơn của ông. Với một lời nhắn là, chào ngài Jack Ma. Tôi là khách hàng của Alibaba. Tôi đã kiếm được rất nhiều tiền. Và tôi biết ông chưa có tiền lời, tôi sẽ trả hóa đơn này cho ông. Tôi lo lắng về giới trẻ ngày nay, rất nhiều người trẻ mất đi hy vọng, mất đi tầm nhìn. Chúng ta đều có chung một giai đoạn. Đó không phải là một cảm giác dễ chịu khi bị từ chối bởi quá nhiều người. Chúng ta đều bị trầm cảm, chúng ta không bao giờ từ bỏ, chúng ta giống như Forrest Gump. Chúng ta vẫn chiến đấu, chúng ta vẫn tiếp tục thay đổi bản thân. Dù bạn đã thành công hay không, tôi thấy rằng khi một người làm xong công việc, nếu họ mắc phải sai lầm, nếu họ thất bại, nếu họ chỉ luôn đổ lỗi cho người khác, người này sẽ không bao giờ thành công được. Còn nếu một người luôn kiểm lại chính mình, tôi đã sai chỗ này, tôi đã sai chỗ kia, thì người này sẽ có hy vọng. Tôi luôn nói với bản thân mình, cũng như nói cho các bạn trẻ, trước khi 20 tuổi, hãy là một học sinh giỏi. Trước khi 30 tuổi, bạn hãy học theo một người. Hãy vào một công ty nhỏ. Vì trong một công ty lớn, bạn chỉ học được quy trình công việc, bạn chỉ là một phần của một cỗ máy lớn. Nhưng khi bạn vào một công ty nhỏ, bạn học được niềm đam mê, bạn học được cách ước mơ, bạn học được cách làm nhiều việc cùng lúc. Và trước khi 30 tuổi, bạn làm cho người chủ như thế nào quan trọng hơn là bạn làm cho công ty nào. Một ông chủ tốt sẽ dạy bạn rất khác. Và từ 30 đến 40 tuổi, bạn phải nghĩ rất chắc rằng,
tôi có đang làm việc cho chính mình không? Khi bạn 40 đến 50 tuổi, bạn phải làm tất cả những việc mà bạn đang giỏi nhất. Đừng cố nhảy sang lĩnh vực khác. Đã quá trễ rồi, bạn có thể thành công, nhưng tỷ lệ thất bại là quá lớn. Vì vậy 40 đến 50 tuổi, hãy tập trung vào lĩnh vực bạn giỏi nhất. Còn khi bạn 50 đến 60 tuổi, hãy trao việc cho lớp trẻ. Bởi vì người trẻ có thể làm việc tốt hơn bạn, vì vậy hãy dựa vào họ, hãy đầu tư vào họ. Và khi bạn đã trên 60, hãy dành thời gian cho bản thân. Hãy tắm nắng trên bãi biển, vì đã quá trễ để thay đổi rồi. Lúc đầu, tôi không biết gì về công nghệ cả. Tôi cũng không biết gì về quản lý. Điều duy nhất tôi làm đó là tôi tìm những người thông minh hơn tôi. Trong suốt nhiều năm, tôi luôn cố gắng tìm những người thông minh hơn tôi. Khi tôi đã tìm thấy họ, việc của tôi đó là bảo đảm họ có thể làm việc cùng nhau. Khi những người thông minh làm việc cùng nhau, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Những người ngốc làm việc cùng nhau rất dễ, nhưng người thông minh thường không làm việc với nhau đâu. Các bạn hãy nhớ, nếu bạn muốn thành công, hãy học từ những sai lầm của người khác. Đừng học từ những câu chuyện thành công. Có rất nhiều lý do phía sau thành công của người khác. Hãy học từ những sai lầm của người khác, vì dù bạn thông minh thế nào đi nữa, bạn vẫn sẽ gặp phải những sai lầm đó. Bạn học từ những sai lầm không phải giúp bạn có thể tránh mắc phải sai lầm, mà là khi những sai lầm đến, những con sóng đến, bạn biết cách xử lý nó, cách đối mặt với nó. Cuốn sách mà tôi muốn viết, nó sẽ tên là 1001 sai lầm của Alibaba. Đó là thứ quý giá nhất trong cuộc đời tôi. Không quan trọng chúng ta đạt được bao nhiêu, mà quan trọng là chúng ta đã vượt qua những ngày khó khăn và những sai lầm đó như thế nào. Chúng ta đều giống nhau. Chúng ta đều xuất phát từ cùng một vạch. Tài sản quý giá nhất của bạn đó chính là tuổi trẻ. Đừng than vãn. Hãy để người khác than vãn. Những người than vãn, những người đó sẽ thất bại. Và đừng nói, ôi, tôi không có. Hãy nghĩ về bạn có thể tạo ra sự khác biệt như thế nào. Hãy dùng chính trí tuệ của mình để nghĩ. Tôi đã thấy rất nhiều người trẻ có rất nhiều ý tưởng hay vào buổi tối, nhưng vào buổi sáng, họ lại đều đi làm thuê như cũ. Hãy thay đổi, hãy hành động đi, và hãy tin vào điều này. Đây cũng là lời khuyên cuối cùng của tôi. Bạn phải làm việc rất siêng năng, dù làm việc cho người khác hay làm việc cho chính bản thân mình. Và tôi chọn làm việc cho bản thân tôi, vì khi làm việc cho chính mình, cũng có nghĩa là làm việc cho cộng đồng. Nếu bạn muốn làm việc cho bản thân, hãy nghĩ về mọi người, hãy giúp đỡ mọi người. Vì chỉ khi mọi người thành công, mọi người hạnh phúc, bạn sẽ được thành công, bạn sẽ được hạnh phúc.